Qua này, cô cứ để đây đi cá rồi. Con sẽ thay mặt cho các Phật tử trong lớp học chúc mừng ngày sinh nhật thứ 78 của thầy. Chúng con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe để sinh hoạt trong lớp học này của chúng con nhiều năm sinh nhật nữa. Thầy thật chúng con nhớ ơn giáo huấn của thầy. Trong những ngày còn lại, chúng con cố gắng học Phật, nghe pháp, tu sửa thân tâm, hồi hướng trí tuệ để đáp đền ơn Phật, ơn thầy. Nam mô A Di Đà. Trước hết là tôi xin cảm ơn tấm lòng của các Phật tử. Mà thật ra thì các Phật tử không nghe lời tôi, cho nên mới có cái việc này. Nhưng mà dầu sao nữa là nó biểu lộ cái tấm lòng thật là nhiệt tình của các Phật tử, mà nhớ tới gọi là cái ngày sinh nhật của tôi. Nhưng mà thật ra thì từ nhỏ tới lớn tôi không đặt cái vấn đề sinh nhật bao giờ. Do vậy mà các Phật tử đòi tới cái chỗ tha hối am của tôi. Tôi thấy trời quá nóng bức, đi đứng cực khổ, tôi yêu cầu không nên tới. Thế là hôm nay các vị lại mua bánh, mua hoa là như thế này. Thì tôi cũng xin nhận cái tấm lòng. Và tất cả những cái này khi mà tôi giảng xong, các vị có thể tạm đem ra cái chỗ, cái bàn của ở trước đây hoặc trong chỗ văn phòng tôi đó, rồi tự phân tán chia ra mỗi người một chút xíu quà mọn cho nó vui. Chớ tôi mà đem cái này về trên tôi thì đâu có ai đâu mà thọ dụng. Đó là lời thành thật của tôi. Cảm ơn tấm lòng của các vị rất là quý. Chút nữa đó thì phải sử dụng cho nó hết đi, chứ không làm sao được cái này. Bây giờ mình niệm Phật trước hay là rồi sau mới nói vấn đề học, phải không? Bây giờ mình bắt đầu niệm. Dạ. Chánh. Niệm tịnh. Ba cái câu này hôm qua có người ở bên Mỹ hỏi tôi, chứ tôi có bộ có muốn ý gì mới hay là sao, thì tôi cũng nhắc lại rõ đó, thiệt ra không có ý mới. Thí dụ như ý mới là ta niệm Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni là có ý mới, hay là niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Tham là ý mới. Chứ như ở đây thì cái ý này là ý cũ, nhưng mà mình học theo cái cách đơn giản quá của Lục Tổ Huệ Năng, nâng cái trình độ của người niệm Phật cao hơn so với những cái niệm bằng cái nghi thức thông thường. Mình niệm danh hiệu của Phật Thích Ca là nó quen rồi, nó thành ra nghi thức. thành ra nghi lễ mà mình quên đi cái ý niệm thật là sâu sắc của đạo Phật. Thành ra là đề nghị cái niệm giác tức là niệm Phật, niệm chánh tức là niệm Pháp, niệm tịnh tức là niệm Tăng. Thì mình cũng có thể nói niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh là niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Ý nghĩa nó rõ ra là nó vậy đó. Niệm giác tức là nó đồng nghĩa với chữ Nam Mô Phật, niệm chánh nó đồng nghĩa với chữ Nam Mô Pháp, niệm tịnh nó đồng nghĩa với chữ Nam Mô Tăng. Rồi như thế là mình niệm Tam Bảo đó. Còn cái chữ Nam Mô các vị để ý là quy y, là quy mạng, là cung kích. Thành ra cái chữ đó nó không phải là mới. Nhưng mà có một cái điều mà như tôi nói, mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 6 tiếng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 9 tiếng. 9 tiếng mà có một vị Phật thôi. Còn mình niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh đơn giản vậy mà có thể trong đó, nghĩa là cái nghĩa nó, ý nghĩa nó đầy đủ Tam Bảo, chứ không có cái gì mới hết. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng là cái ý nghĩa đầy đủ của niệm Tam Bảo mà. Thế là bữa nay chúng ta bắt đầu tiếp tục trở vào sinh hoạt như thường lệ. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2005, 8 giờ sáng Chủ nhật thường lệ. Chúng ta tiếp tục học Kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 187. Hôm nay thì chúng ta vẫn là học tập cái vấn đề là có tứ đế không? Tứ đế, pháp tứ đế có hay là không có? Khổ đế có hay là không có? Tập đế có hay là không có? Diệt đế có hay là không có? Đạo đế có hay là không có? Thì cái bài, những bài học liên tiếp như vậy đó là nó rất là quan trọng, mà nó là cái pháp mà Đức Phật khi thành đạo rồi chuyển pháp luân bằng cái giáo lý tứ đế. Thế là cái giáo lý tứ đế là cái giáo lý nòng cốt mà khi thành đạo, khi Phật thành đạo rồi lần đầu tiên đi dạy cái pháp này. Cho nên là Phật tử nên để ý cái pháp này rất là thiết thực, quan trọng trên con đường học đạo, hành đạo và chứng đạo của mọi người Phật tử trên thế giới. Tiểu thừa cũng phải học cái này, mà đại thừa cũng phải học cái này. Không rời cái giáo lý tứ đế này mà có con đường nào khác để đi xa hơn được. Thế thì là chúng ta nghe tới cái phần đạo đế rồi. Đạo đế tuần rồi thì tôi giới thiệu về quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tức là tứ niệm xứ quán. 4 phần ở trong 37 phần của đạo đế Đạo đế là con đường thẳng tắp để đi từ phàm phu cho tới địa vị A-la-hán thánh quả. Phải tu như thế, phải học như thế. Thì tôi nhắc lại, cái đạo Phật là cái đạo học hành, học đạo hành đạo rồi mới chứng đạo. Cho nên bốn cái điều đó gọi là tứ niệm xứ quán. Để ý cái chữ quán, chữ quán là quán chiếu, là soi rọi. Thay vì là mình dùng con mắt mình nhìn ra ngoài để mình thấy, mình nhìn cái đèn để mình rọi vào trong thân, trong tâm, hoặc là soi rọi bên ngoài là bằng cái đèn. Thế thì cái đèn rọi cho sáng để thấy, con mắt nhìn để thấy. Thế thì cái thấy đó đó là về mặt hữu vi, hiện tượng hữu vi thì có thể là dùng con mắt để thấy và dùng cái đèn để soi rọi thì nó làm cho rõ vật ra. Nhưng mà đây tứ niệm xứ quán là nó là cái cảnh giới của nội tâm. Cho nên muốn soi rọi không thể dùng đèn, muốn thấy không phải dùng bằng mắt. Thành ra là cái người học đạo là gọi là tư duy, là quán chiếu. Quán chiếu nghĩa là lấy cái trí mà soi rọi vào lòng, vào cái cảnh giới của nội tâm mình. Bởi vì đây là cảnh giới nội tâm, là cảnh giới vô hình. Vô hình nhưng mà nó vẫn có công dụng, nó sai sử, nó tác động, nó hoành hành cái kiếp sống của con người. Nếu mình không khéo quán về thân, mình không khéo quán về thọ, không khéo quán về tâm, không khéo quán về pháp, thì nó là cái vô hình nhưng mà nó hoành hành, nó làm con người đau khổ rất là nhiều. Cho nên cái người học đạo, hành đạo, chứng đạo, Đức Phật dạy phải dùng cái trí tuệ mà soi rọi, gọi nó là quán chiếu. Từ cái quán chiếu mà tư duy để nhận thức rằng là thân là bất tịnh, thọ khổ là khổ đã đành, mà thọ lạc cũng không an ổn gì. Tâm ta rất là nó thay đổi dữ lắm, cho nên phải thấy cho được cái tính chất vô thường thay đổi của tâm, gọi là tâm vô thường. Thấy cho được cái tính chất duyên sanh hợp tan hợp của vạn pháp, để mà thấy cái tính chất vô ngã của nó. Nhờ vậy mà con người bớt đi cái sự đam mê, sự lưu luyến, sự tham ái, sự dục vọng của cõi đời. Đó là những cái điều kiện để cho người đệ tử Phật thấy được cái thực chất thân tâm của dạng pháp vô ngã, dạng pháp vô thường, để mà nó vơi bớt những cái nỗi khổ đau do cái sự sai lầm chấp mắc của kiếp con người. Chúng ta sai lầm chấp mắc nhiều lắm, còn rất nhiều câu hỏi mà chúng ta học nữa. Thế là tứ niệm xứ quán rồi. Bây giờ đây cũng là trong 37 phẩm trợ đạo, thành phần trợ đạo phẩm là tứ cánh cận. Tứ là bốn, tứ niệm xứ là bốn cái chỗ, cái đối tượng mà mình cần phải tư duy quán chiếu tu tập. Bây giờ tới cái nhóm thứ hai là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn cái điều siêng năng. Người đệ tử Phật cần phải siêng năng. Siêng năng như thế gọi là phải siêng năng chân chính. Bởi vì trong cái siêng năng nó có thể siêng năng không chân chính và có thứ siêng năng chân chính. Vì vậy cho nên gọi là tứ chánh cần. cần là siêng năng, nhưng mà siêng năng phải chánh. Mà muốn biết siêng năng chánh hay không chánh thì mình phải học, phải đặt ra cái tiêu chuẩn thế nào là chánh, thế nào là không chánh. Chứ nói chung chung thì có khi mình lẫn lộn những cái chánh và cái không chánh. Thế thì cái tiêu chuẩn của nó đó là cái chữ chánh. Cái tiêu chuẩn mà để định gọi là chánh đó, nó cũng giống như cái tiêu chuẩn định ra cái nghĩa của chữ thiện và chữ ác. Hễ mình làm những cái điều thiện là điều tốt, là điều chánh, là người, là điều mà người đệ tử Phật cần học để ứng dụng, để thực hành. Còn hãy những cái điều mà thuộc về ác á, thì là người Phật tử cần phải xa lánh. Đó là lời dạy của Phật là chư ác mạt tác chúng thiện hành, tự tỉnh kỳ ý thị chư Phật giáo. 4 câu kệ đó là của 3 đời chư Phật đều dạy như vậy. Các điều ác đừng làm, các điều lành cái vâng lãnh phụng hành, phát triển nó lên. Tự tịnh kỳ ý, thường tư duy quán chiếu soi rọi vào cái tâm ý của mình, làm thế nào hướng nó về một cái con đường trong sáng thanh tịnh, mà không để cho nó đi vào những con đường tà gậy cong queo. Thị chư Phật giáo làm được những điều đó là người đệ tử Phật, là người chấp hành lời dạy của Phật, là người tốt. Thế thì chữ ác và chúng thiện là cái tiêu chuẩn của nó là như thế nào? Thì cái chữ thiện lúc ta học chứng đạo ca của Quyền Giác cũng có học cái chữ đó, và học duy thức học ta cũng có học về cái nghĩa, định nghĩa của chữ thiện. Chữ thiện có nghĩa là tăng ích. Cái thiện là lành, nhưng mà nói lành không thì người ta hiểu nó còn mênh mang lắm, nó không biết cái tiêu chuẩn của nó là cái cốt lõi của nó là cái gì. Thành ra chữ thiện có nghĩa là tăng ích. Tăng là thêm, chữ ích là lợi ích. Mình làm thế nào mà cho lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội, không bao giờ có đem lại một sự mất mát, sự khổ đau nào cho người khác. Thế thì lợi mình, lợi người, lợi tất cả xã hội nhân quần, lợi tất cả chúng sinh. Thì mình nói hoặc mình làm hoặc mình ý nghĩ trong bụng cái gì đó mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh nhân quần xã hội đều gọi là thiện. Còn chữ ác có nghĩa là tổn giảm. Những ý nghĩ, những lời nói, việc làm của mình mà có không lợi cho mình, không lợi cho mọi người, tổn hại cho tất cả chúng sinh, cho toàn thể con người trong pháp giới, trong thế giới, thì đều gọi đó là ác. Cái ác có nghĩa là tổn giảm, làm đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, cho nhân quần sao. Thế thì ta phải định nghĩa cái chữ thiện và chữ ác. Cái đầu tiên là phải nhớ cái tiêu chuẩn đó. Rồi bây giờ mới đặt tới cái gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là 4 cái điều siêng năng chân chính. Siêng năng như thế nào gọi là siêng năng chân chính? Đó là việc ác chưa sanh thì mình phải có sống ở trong chánh niệm, ở trong tỉnh thức. Thường sống trong chánh niệm, trong tỉnh thức mà đạo Phật gọi là tu thiền là có chánh niệm đấy, có tỉnh thức đấy. Cho nên chúng ta nói đúng ra là người đệ tử Phật là người nào cũng học Phật là đều phải có cái ý, cái ý niệm và cái nếp sống tu thiền, chứ không phải là đợi ông thiền sư nào đó đặt ra là thiền đời Trần, ông là mê thiền đời Lý, ông là mê thiền đời Tống, đời Thanh, đời Nguyên gì ở Trung Quốc, ở Việt Nam mới gọi là tu thiền. Nói cái đó là người ta muốn chiếm đoạt của chung mà làm của riêng đấy. Chứ sự thật là đạo Phật là hễ học Phật là phải có tập tu thiền. Thí dụ như tứ chánh cần là 4 cái món siêng năng, 4 đó siêng năng đó mà mình muốn siêng năng thì đương nhiên là phải hàng ngày mình phải để tâm mình là một người đệ tử Phật thường có chánh niệm, thường có chánh kiến, chánh tư duy. Do vậy cho nên là cái việc ác mà ý nghĩ về việc ác, miệng sắp nói về việc ác, thân sắp biểu hiện làm về việc ác, thì cái người đệ tử Phật phải biết, phải biết mình sắp làm việc ác, nghĩ việc ác và nói việc ác. Mình phải biết, mà phải biết thì là việc ác chưa sanh thì không nên, phải chặn đứng nó không cho nó sanh. Cho nên trong cái pháp tu mà gọi là tứ chánh cần đó là việc ác chưa sanh là phải siêng năng tinh tấn chặn đứng nó, đừng cho nó sanh, thì hành động đó lúc đó đã là người đó đã là có thiền định rồi. Cho nên là cái người học đạo, các cái nhà chùa ta đều là gọi là thiền gia hết, chứ không có phải là thiền chỉ để cho cái chữ thiền viện mới là người tu thiền. Còn như các chùa học đạo không có thiền, không phải nói vậy không. Để người đệ tử học đạo là phải tập học thiền, nghĩa là mình phải có chánh niệm. Có chánh niệm là luôn luôn là phải để chánh tư duy thì mới gọi là cái người đệ tử Phật tốt. Còn nếu mình học mà mình không có chánh niệm, mình không có chánh tư duy, mình không có học định tâm trong giờ phút nào hết thì cũng là đệ tử Phật đấy, nhưng mà mình tu không có tốt. Mình tu không có tốt thì là mình không có hưởng cái quả tốt. Mà muốn hưởng quả tốt thì là phải tu tập tốt. Chứ thật sự là người đệ tử Phật là đều phải có học thiền định, học tư duy, học quán chiếu. Thế thì là tứ chánh cần mới có cái chỗ phát huy công dụng, là việc ác chưa sanh siêng năng ngăn chặn không cho nó sanh. Muốn biết việc ác thì là phải học cái tiêu chuẩn như vừa định đó. Những việc gì mà trong ý nghĩ, lời nói, việc làm mà có tổn hại cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội, cho chúng sinh, tổn hại cho những thành phần đó thì đều gọi là ác. Do vậy cho nên mình tư duy, mình quán chiếu những ý nghĩ như vậy, việc làm như vậy, nó vừa khởi động là phải ngăn chặn. Đó là cái điều siêng năng thứ nhất. Thế thì trong điều siêng năng thứ nhất có cái pháp tu tỉnh thức, có cái pháp chánh niệm, có cái pháp tư duy quán chiếu mới nhận định được thế nào là ác, là ý nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác, để mà siêng năng ngăn chặn. Cái thứ hai là việc thiện. Đã sanh thì việc ác chưa sanh là siêng năng ngăn chặn. Rồi việc ác đã sanh, nói cái ác trước cái nào, việc ác đã sanh thì phải siêng năng tinh tấn mà dứt trừ, gột rửa mà cắt đứt mà bỏ nó đi, đừng có làm, đừng cho nó tái phạm. Thế thì cũng phải có tư duy thôi. Tư duy tức là tu thiền rồi. Phải có tư duy để có quán chiếu, phải có tỉnh thức, phải có chánh niệm, thì mình mới nhận thức, nhìn cái mặt của cái tâm niệm, mình nhìn thấy cái bộ mặt là xấu ác của cái tâm niệm ác. Nhìn đây là nhìn bằng tư duy, bằng quán chiếu, chứ không phải là nhìn bằng mắt, không phải rọi bằng đèn như tôi nói hồi nãy. Soi rọi, nhìn bằng cái trí để thấy rằng đây là ý nghĩ ác, sắp nói ra lời ác, hoặc nói ra lời ác, sắp làm những điều ác, hoặc đã làm ra những điều ác. Thế thì phải siêng năng ngăn chặn, siêng năng ngăn chặn điều ác. Ác chưa sanh, ngăn chặn đừng cho nó sanh ra. Ác đã lỡ sanh, phải siêng năng, phải nhận thức cho được nó để mà ngăn chặn mà dứt trừ nó. Thế là hai món rồi. Món thứ ba là nói về mặt thiện, những điều lành, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Chưa sanh, chưa có ý thức ở trong tâm hồn mình, thì mình phải tạo cái điều kiện, cái môi trường gần gũi thiện hữu tri thức, gần gũi với thầy lành bạn tốt, để cho cái tâm của mình nó phát cái tâm lành, để nó hướng về những việc lành, là cái việc mà lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội, lợi cho tất cả chúng sanh. Đó là cái điều thiện chưa sanh, thì mình phải siêng năng kích khởi đó. Cái điều thứ tư là những cái điều thiện, ý nghĩ thiện, lời nói thiện, việc làm thiện đã sanh, thì siêng năng tinh tấn phát triển nó, đừng có để cho nó suy thoái, đừng để cho nó bị mai một. Thế thì người nào mà làm được như vậy, các hàng đệ tử mà muốn có được cái quả A-la-hán phải dựa trên cái cơ sở đó, gọi đó là tứ chánh cần, là 4 điều ở trong 37 điều, chứ không có nói chơi chơi. Học Phật mới vào học, trong lớp học đã có học giáo lý tứ đế, nhưng mà suy cho cùng thực tế mà nói là tại vì thầy cũng như trò không có đi sâu vào cái ứng dụng, cái thực hành. Vì vậy cho nên tu thì nhiều mà cái sự an lành, sự giải thoát phải nói rằng là ít lắm, rất ít. Cho nên là bây giờ thì tôi về tới cái giờ phút này, cái tuổi này rồi đó, thì tôi nghĩ rằng là phải nói cho rõ. Ít ra tôi cũng nói cho rõ để rồi thì thầy trò hiện hữu mình có thể quán chuyển tu tập được cái phần nào thì mình được lợi ích phần ấy, còn không thì cũng là nhắc nhở kỹ để cho những cái người đệ tử gần xa, trong băng trong đĩa người ta nghe được, ta để ý. Chứ đạo Phật không có gian sinh, không có cầu nguyện, không có lại lục, không có lễ bái gì được hết đó. Tứ chánh cần mình phải làm cơ mà, tứ niệm xứ mình phải làm cơ mà, tứ chánh cần mình phải làm. Mà cái câu mà tôi thường nhấn mạnh, đạo Phật không gian sinh, không cầu nguyện với ai, thì bây giờ sao có cái ông luật sư ở bên Úc đó, ông luật sư của tòa cao cấp thượng thẩm ở bên Úc, ông viết cái bộ từ điển Việt Pháp và Pháp Anh Việt và Việt Anh, ông có in cái hình của tôi trọng in cái hình của tôi trong cái bộ từ điển nào của doanh nhân, những bậc doanh nhân trên thế giới để là cái lời nói của bậc doanh nhân đó nó có cái ý nghĩa trong luật pháp. Rồi mới bằng tiếng Anh, rồi mới dịch ra bằng tiếng Việt, gọi là từ điển Anh Việt Việt Anh, từ điển về luật pháp Anh Việt Việt Anh, có hình tôi trọng. Mà nói câu đó đó, nói Hòa Thượng Từ Thông nói ở thế gian. Bởi vì ông này là tòa thượng thẩm ở bên Úc, chức vụ ổng 2-3 chức tôi cũng không nhớ hết nữa. Người làm tội thì phải chịu tội thôi, kể cả tội tử hình, tội chung thân. Phải làm tội là phải chịu thôi. Chỉ có cách là cái người mà làm tội đó phải tự ăn năn, phải tự hối cải thì có thể giảm kinh, rồi tự cái tội của mình được nhẹ, là do mình phải ăn năn, mình hối cải, mình làm những cái điều để mà mình có thể chuộc cái tội cho mình, chứ không có van xin cầu nguyện lễ bái ai hết. Đạo Phật, Hòa Thượng Từ Thông nói như thế, và luật pháp thế gian cũng, tòa án cũng xử như thế. Để in cái hình đàng hoàng này, để lời nói đó. Thì tôi thấy cái đó cũng là một cái hay, đưa vào trong cuốn từ điển đó để cũng nhắc nhở với nhiều người rằng là đạo Phật không có giáng sinh cầu nguyện lại lục. Thật sự là vậy. Ông luật sư này ông phát hiện ra được câu đó, ông đem vô chỗ đó thì cũng tôi thấy rằng là cũng là cái hay đấy. Vào trong từ điển để được nhiều người tra về luật pháp, thấy rằng là đạo Phật cũng bất ly thế gian giác. Chứ đạo Phật mà van xin mà cầu nguyện mà lại lục mà tâm sự nhờ thầy đó là không có được đâu. Không bao giờ chấp nhận cái chữ tâm sự nhờ thầy. Thầy không có làm gì được hết. Bản thân thầy làm cho thầy, mà nếu không tốt là tự tác quần tự thọ thôi. Thầy làm tốt và thầy hưởng sự quả báo an vui, an lành, hạnh phúc của đời thầy. Còn bằng mà thầy không thành thật, thầy không có tu hành tốt á, là đau khổ thôi. Để tất nhiên là quả vị thì đừng có hồng. Bởi vì tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán là dựa trên cái giáo lý tứ đế. Mà trong giáo lý tứ đế thì chúng ta đã học đó, về đạo đế thì có tứ niệm xứ, có tứ chánh. Thì cần mà chúng ta không siêng năng, không tự cải tạo, không tự xây dựng mà van xin cầu nguyện thì làm sao có được. Cho nên từ đây về sau tới ngày tôi chết, tôi không động viên học trò tôi cấp chùa lớn. Nếu các vị mà muốn tu tốt á, là chùa không cần phải mấy tỷ gì hết hả? Chùa lá càng hay. Mà mình tu hành tốt thế nào mà khi mà cái chùa lá mà dột á, thì có người trong làng, trong xóm người ta lợi, người ta giúp đỡ, người ta làm cái chùa lại lặp lại cho mình. Đừng để mình quá cực, quá khổ mà mình không làm không nổi. Mà nếu mình thật sự mình tu hành tốt á, thì chùa rách, chùa dột là bổn đạo bá tánh người ta góp với mình, người ta lo, thậm chí mình không có lo. Chứ lo chi cái chùa mà 5-10 tỷ, 20-30 tỷ rồi cất rồi cái rồi tự cho rằng cái đó là của mình à. Mà sự thật là người ta góp, người ta đóng góp rồi, hoặc là bản thân mình liều mạng mình đi quyên không kể xấu hổ, không kể nhân phẩm, quyên trong nước ngoài nước đã. Rồi khi mà cái chùa mà 5-10 tỷ thành tựu rồi đó, mình tự cho mình đó là của mình, một sự sai lầm vô cùng lớn lao. Cho nên là kể từ đây, và tôi bao nhiêu năm nay tôi giảng cho học trò tôi là không cần chùa tốt, chùa lá cũng được, cái điều kiện mình tu tốt thì hễ vừa dột là có người phụ với mình làm. Sợ gì mà phải làm cho chắc trong 5.000 năm, trong 5.000 năm như cái đảo Aceh, cái đảo Asa gì đó, nó làm luôn 2-3 trận ở bên Indonesia đó. Nhà đúc, nhà lầu, nhà bao nhiêu tầng đó, nó tới chừng nó tiêu, nó cũng tiêu. Cho nên không phải làm chắc như vậy là để cho bá tánh, cho bổn đạo, cho Phật tử được bền đâu. Không, đừng tin cái đó. Nhưng mà tôi nói vậy chứ ít bữa tôi cất chùa, cất trường học đó. Cất trường học là không phải cất cho tôi. Cất trường học là để lâu đời, dạy trong chục năm này qua chục năm khác. Cho nên là tôi sẽ xin tiền cất trường học đấy. Nói trước không chối, không trốn tránh gì hết. Nhưng mà có điều không phải là cho tôi. Theo chương trình tôi vẽ đó thì nếu mà cái trường này là cỡ bao nhiêu đây, bằng rưỡi cái số này ngồi thoải mái, bằng rưỡi số này cái dẫn đường á, để dạy học trò cho thành phố Hồ Chí Minh, cái trường của thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải cho tôi. Cho nên tôi có quyền cất trách. Còn thiên hạ thì tôi biểu Chùa Lá cũng được à. Chùa Lá càng hay. Mà phần tôi làm ít bữa đây là tôi phải cất trách, để nói cho đời, chứ không phải cho mình nữa. Thành luôn luôn trong đầu Phật là phải tập ứng dụng, và phải tập thực hành, và phải tập tư duy quán chiếu. Cho nên người nào cũng là thiền sinh hết, chứ đừng có nói là phải vô trong cái thiền viện, có cái chữ thiền viện mới gọi là thiền sinh. Đúng. Thế thì trong tứ chánh cần là đã là phải là người có tu thiền, là người có soi rọi tư duy quán chiếu bằng trí tuệ của mình mới làm được việc đó. Vì vậy cho nên nó là cái cơ sở, nó là những cái pháp môn, một thành phần, một pháp môn trong nhiều pháp môn để đưa cái quả vị A-la-hán, thành tựu quả vị A-la-hán. Không có tu tập thiền định như vậy, tư duy như vậy, quán chiếu như vậy là không có cơ sở để thành A-la-hán quả. Cái nhóm thứ ba gọi là tứ như ý. Tứ như ý túc. Chữ túc là để ví dụ giống như cái bàn vậy nè, mà nó đứng vững là nó phải có bốn cái chân, cái bộ lư, cái đỉnh mà của nhà vua ở ngoài Quế, cũng như cái đỉnh ở trước sân chùa đây nè, nó đứng vững là nó có ba chân. Còn như cái bàn này nó đứng vững là có bốn chân. Thành ra là cái bốn cái món mà sắp chúng ta sắp học là bốn món đó là như là bốn cái chân để mà vững tiến trên con đường giải thoát giác ngộ, gọi là tứ như ý túc. Bốn cái món như ý, người nào đệ tử Phật muốn tu hành phải học, phải ứng dụng, phải thực tập, phải thường tư duy quán chiếu bốn cái món như ý này. Mà khi mà thành tựu được bốn món như ý này, giống như cái đỉnh có ba cái chân, nó sẽ đứng vững. Cái bàn thông thường nó có được bốn cái chân chắc chắn, nó sẽ đứng vững. Cho nên gọi là tứ như ý túc. Vậy thì bốn món đó là gì? Là dục, là tinh tấn, là hỷ, là nhất tâm. Cái món đầu tiên gọi là dục đó, là khi mà đọc tới cái đó là cái người mà học đạo sâu người ta biết đây là giáo lý tiểu thừa, là giáo lý tiểu thừa. Chứ giáo lý đại thừa này anh gọi là anh có một cái tâm mà mong muốn, dù là mong muốn Bồ Đề Niết Bàn, anh chưa thành tựu được cái quả Bồ Đề Niết Bàn bao giờ. Cho nên chữ dục có nghĩa là muốn, dục có nghĩa là phải để cái tâm hướng thượng, hướng về con đường giải thoát giác ngộ, chứ không phải là không có tâm mong muốn mà được. Người tu hành phải có tâm mong muốn, phải có mục tiêu, phải có, người ta gọi là tiêu chí, tức là cái ý chí của mình phải đặt tới cái điểm đó, mình sẽ làm việc đó, làm gì đó, hoặc đi đến chỗ đó, gọi là cái tiêu chí. Mình đến chỗ đó mà mình nhắm ngay chỗ đó thì gọi là mục tiêu. Thế thì người tu hành là phải có dục. Dục đây là dục thiện, chứ không phải là cái dục là thuộc về dục vọng. Do vậy cho nên là nói tới đây là mình, cái người học đạo mà sâu cỡ như tôi vậy, thí dụ thì tôi nghe chữ dục là tôi biết là giáo lý tiểu thừa, đó là phổ vị thế giới tất, tách đàn, chứ mà để những nghĩa tách đàn là không phép cho anh muốn. Anh muốn cái gì cũng đều là có tội, đều là sai. Anh chưa thể hài hòa với cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm của anh được, nếu anh còn muốn. Do vậy mà Bát Nhã Ba La Mật ta gọi là vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, ngũ uẩn không có, vô nhãn chỉ tư thiệt thân ý, lục nhập không có, vô sắc thân hương vị xúc pháp không có, vị xúc pháp nghĩa là lục cảnh không có, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, 18 món căn trần thức thật sự cũng không có, vô minh diệt vô minh tận, nải trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô minh cho tới lão tử không có, và cũng không có cái gọi là hết vô minh và hết lão tử. Vô khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt đạo mình Như Lai nói đó không có luôn. Cái tánh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, cái tánh đó từ xưa nay nó vắng lặng, nó thanh tịnh, gọi đó là cái bản thể chân như. Thì nó không có các cái vừa nói, bởi vì các cái vừa nói mà có đó là dựa trên hữu vi pháp mà có, mà hữu vi pháp mà có tức là hiện tượng sự thật là pháp duyên sanh, mà pháp duyên sanh thì nó như quyển có mà thôi, chứ nó không có thật. Do vậy cho nên là trên con đường tu hành mà còn có dục rồi tinh tấn hỷ rồi chức tâm như vừa nói đó là phạm phải sai lầm. Cho nên tôi nói nghe như ngang tàn chơi, chứ mà nó là sự thật đấy. Cỡ như tôi vậy, tôi nghe nói chữ dục là tôi mới biết sai với cái giáo lý đệ nhất nghĩa, chứ thường thường làm sao biết được. Biết bao nhiêu người không bao giờ phân tích được chữ đó. Ta nói rằng tu hành là cần phải ham muốn, cần phải có ý chí mong muốn, phải cầu nguyện, phải gian sinh. Không, đó là giáo lý tiểu thừa thôi. Anh muốn cũng không sao, nhưng mà chứng tỏ rằng là cái việc tu hành của các anh, các chị, các ông, các bà còn thấp lắm. Mà muốn đi lên cao là các vị phải giác ngộ tỉnh thức mới lên cao được. Tuy nhiên giáo lý tứ đế vẫn nói dục trong cái tứ nhị túc, có cái phải có phát cái tâm ham muốn, phải ham muốn mà ham muốn thiện, phải lòng dặn lòng, phải cương quyết, phải có cái ý chí kiên trì, đừng cho nó lui sụp. Ý chí dũng mãnh như thế đi hướng về con đường Bồ Đề Niết Bàn mà tu, phải lập chí như thế, gọi đó là dục. Cái dục này là cái dục thiện, gọi là tứ như ý. Mà thành tựu được cái dục đó đó là mình sẽ có một cái chân ở trong bốn cái chân của cái bàn hướng về thiện, đừng để cho nó lệch lạc, nó đi một cái ngã tẻ nào khác. Thành ra phải có muốn mới được. Vậy mà cái pháp môn tịnh độ mà người ta giảng mà về cái mặt mà sơ cơ đó, pháp môn tịnh độ các vị tiền bối người ta giảng là phải có tín nguyện và trì danh, phải có cái đức tin, rồi phải có cái ý chí mong muốn. Từ cái ý chí mong muốn nhàm chán ta bà, thích cảnh cực lạc, phải có ý chí đó, phải có ý chí nhàm chán cõi ta bà, cõi cực khổ, cõi ta bà, có dục, có sắc, có vô sắc, gọi là cõi ta bà. Rồi phải phát cái tâm ham thích cái cảnh giới thanh tịnh, gọi là cảnh tịnh độ. Rồi từ đó nó mới là lấy cái dựa vào cơ sở nào để mà là thành tựu được cái cảnh tịnh độ, là phải trì danh, trì danh niệm Phật. Thế là trong cái pháp môn tịnh độ mà người ta giảng bất liệu nghĩa đó, người ta vẫn đưa cái nguyện vô. Thì như tôi nghe tôi nói à, cái này được, giải tu này được. Nhưng mà trong khi mà tôi nói được, tôi đồng ý với các vị á, thì trong cái đầu của tôi nó có một cái ngã tẻ liền. Được là tại vì môi trường, hoàn cảnh, trình độ của các vị mới phát tâm như vậy, thì các vị có đức tin là tốt. Rồi các vị có cái ý chí mong muốn giảng sanh tịnh độ là tốt. Vì vậy cho nên các vị mới bắt đầu các vị niệm danh hiệu Phật là tốt. Nhưng mà trong đầu cỡ như tôi vậy, nói tới cái chữ nguyện đó, là tôi đã nói rằng là ba cái cánh cửa ngoài kia kìa, không, vô tướng, và vô nguyện thì mới được là đi xa hơn đấy. Có cái gì đâu mà anh nguyện, Bồ Đề đâu phải của ai đâu mà ai cho anh, nào anh mong muốn cái gì đó đâu có. Không bao giờ Bồ Đề là có, là cái gì cả. Niết Bàn cũng không hề là cái gì cả. Mà anh mong muốn anh đi về cái hướng nào, vậy hướng nào mới có Niết Bàn, để gặp Niết Bàn đây. Còn Bồ Đề là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì mà anh phải mong muốn để anh đạt. Nó nặng, nó nhẹ, nó bao nhiêu kg, nó bao lớn, diện tích bao nhiêu, không hề có. Cho nên muốn đi xa thì phải tu tập không, vô tướng và vô nguyện. Nhưng mà ở đây là ta dạy tính, nguyện và trì, thì danh vẫn có hiệu quả. Là gì? Ở đây tùy theo căn cơ nào, trình độ nào, mình đang nói chuyện với ai, mình đang dạy cho những cái đối tượng cỡ nào. Cho nên là không phải là khoe khoang với các vị đâu. Cái đó là vô lỗ tai tôi là nghe tức khắc là nó lọc ra liền, có đợi nói câu thứ hai nào hết á. Nè, giáo lý này nè, tứ nhị túc nè, dục được. Nhưng mà rồi á, thành A-la-hán rồi. Chứ ở đây là trên đường tu, dạy cái cách tu nhân, thành A-la-hán rồi. Mà Như Lai nói ôi các ông là hàng thanh văn duyên giác, cái mà ta sắp nói đây các ông không có nghe được đâu, các ông còn phải học nữa, các ông là hàng thanh văn duyên giác. Như Lai cứ đần ba cái ông thanh văn duyên giác hoài, thành mấy ông duyên giác tức lắm, tức lắm. Như Lai hồi đó giờ Như Lai dạy tụi con tu mấy chục năm rồi, dạy nào tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ chỉ túc, căn ngũ lực, tức Bồ Đề phần, phát chánh đạo, là tụi con tu rồi. Bây giờ thành A-la-hán rồi mà giờ Như Lai nói rằng cái pháp mà Như Lai sắp nói như là kinh Pháp Hoa, là kinh Viên Giác vậy đó, Như Lai nói là các ông hàng thanh văn Viên Giác nghe không nổi là sao. Cho nên tôi tức ông già này quá, tôi bỏ đi kinh Pháp Hoa, 3.000 người bỏ đi, tức tức Như Lai Thế Tôn. Hồi đó giờ Như Lai dạy mà bây giờ con tu rồi, bây giờ nói các ông hàng thanh văn duyên giác nghe cũng có được đâu, nghe nổi đâu, thôi đừng có hỏi nữa, là cái ý vậy đó. Cho nên cái giáo pháp tứ niệm tứ đế này cũng Như Lai dạy. Rồi dục nè, tinh tấn hỷ thức tâm là cũng Như Lai dạy. Mà sau này mà nói tới dục là Như Lai, các ông chưa nghe nổi cái của Như Lai nói, phải tu không, vô tướng và vô nguyện. Thành ra đạo Phật nó sâu dữ lắm. Học mà thật học á, để ý mà học thiệt á, sẽ thấy cái thú vị của đạo Phật tuyệt vời. Càng nghiên cứu càng thấy sâu, mấy ngàn năm rồi vẫn sâu, mà không cần đến chánh. Còn giáo lý của đạo Chúa đó thì cũng sâu đó, mà có đến chánh đấy. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Lồ Đệ Nhị này có đến chánh kinh đấy chứ, đến chánh lời Chúa dạy đấy chứ. Cho nên ông nguyên tổng thống Gorbachev Liên Xô mà tán thán Đức Giáo Hoàng là người thông minh, là người tuyệt vời, là người hiền lành, là người ôn hòa, là người dùng 8 thứ tiếng mà đi làm những cái việc lợi lạc cho thế giới đó. Thành ra Đức Giáo Hoàng là cái người để nhất hành tinh đó mà. Tôi nghe tôi nói Ngài nói còn thiếu, Ngài Gorbachev. Tôi đồng ý Đức Giáo Hoàng như Ngài nói, nhưng mà còn một cái độc đáo của Đức Giáo Hoàng nữa là cách đây 300-400 năm, có lẽ Ngài Gorbachev nhớ chứ, cái ông Galilei á, ông phát hiện ra cái thiên văn kính, ông thấy rằng trời không phải là giống như cái lồng bàn mà đẩy xuống cái mâm cơm, và đất không phải là giống như cái mặt bằng như cái mâm để đồ ăn trong đó, rồi trời là như cái lồng bàn đẩy xuống. Mà nhà thiên văn học nói rằng là hành tinh định tinh rõ ràng là quả đất quay, chứ quả đất không phải cố định như cái lồng bàn. Thế thì lúc đó ông bị lên án, bị kết tội. Mà mấy trăm năm nay bao nhiêu đời Giáo Hoàng không ai thấy, không ai biết, không ai dám nói thật cái sai lầm của kinh, của cái lời phán xét ở trong tôn giáo. Vậy mà ông Doan Văn Lầu Đệ Nhị này dám thấy cái đó, dám nói cái đó. Mà coi như xin lỗi nhân loại rằng là cái điều mà của ông Galilei là đúng, chứ không có tội nữa. Cái đó mới là đệ nhất hành tinh đấy. Bỏ cái đó ra chưa gọi là người đệ nhất hành tinh được. Thôi tôi đồng ý với ông Gorbachev về cái điểm đó. Thấy những cái mà người ta không thấy, biết những cái mà ta chưa hề biết, mấy đời Giáo Hoàng chưa hề biết. Không ai dám xin lỗi nhân loại về cái sai lầm của đạo mình, của kinh thánh mình, của giáo hội mình. Đây là ông thấy, ông là người độc đáo, đệ nhất hành tinh mới là thật xứng đáng. Thành ra là cái giáo lý mình học càng sâu sắc, thấy cái hay. Mà giáo lý đạo Phật thì nói đúng ra, mà nói đúng đạo Phật là không có đến chánh. Phật nói hồi đó, bây giờ lấy ra mà học mà cho kỹ, không có cái chuyện mà phải đến chánh. Đã tất nhiên là tôi cũng xin lưu ý các vị là có những cái thứ kinh điển mà người ta có thể pha trộn vô. Mà pha trộn vô thì những người học đạo người ta có quyền loại bỏ ra, chứ không phải là đem cái kinh điển đó ra, cái bộ kinh đó rồi dựa vào đó rồi bắt rằng là người ta phải chịu nhận cái đó. Thí dụ như tôi là tôi loại bỏ ra nhiều lắm, tôi không nhận đâu. Còn người khác thì người ta nhận, nhưng mà lấy cái của người khác nhận, có nhiều ông sư khác nhận, mà đem là nói rằng là Phật nói vậy sai lầm, vậy có sai lầm này kia, là cỡ như tôi không nhận. Tôi nói thí dụ như cái vụ mà Nguyễn Minh Không với Từ Đạo Hạnh mà đánh nhau trên cái sông Tô Lịch, đánh được chết rồi ngã trôi xong, rồi người ta vớt, người ta làm cái chùa là cái chùa gì của mấy thầy hồi đó là học trò học với tôi đây nè. Cái chùa đó, cái nền chùa đó là cái chỗ mã mồ của ông Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không vậy đó. Trong đó có hai cái chùa bây giờ còn thờ. Đối tôi mà nghe cái đó mà gọi là thờ sao tôi chịu được, tôi đâu có chịu. Người ta nói rằng là tu hành có thần thông rồi đứng trên mặt nước cái sông Tô Lịch á, đánh nhau đánh tới chết nha răng ra. Rồi người ta thấy vậy ta quý rằng là có thần thông, đứng trên đi trên sông mà đánh chết nhau. Thành ra ta quý ta thờ. Học đạo Phật không có thờ những cái gì vậy đâu. Anh học với ông Phật nào mà anh thành tựu gọi là cái quả báo, cái quả vị rồi anh đi đánh giết lẫn nhau như vậy là sao? Khổng Tử kia mà học trò Khổng Tử còn dám nói rằng nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận, hãy nhịn đi, quan gia nợ nần từ nơi đó mà nó cắt đứt, nó làm cho các người không còn khổ đau vì cái giận dữ đó. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu, nhịn trong một hơi thở thôi mà nó sẽ an lành cả cuộc đời. Ở đây hai ông tu hành cái đạo gì mà được thần thông rồi quýnh nhau cho chết? Vậy mà gọi là tu hành chứng đạo vậy ư? Cho nên cái đó không nhầm gì đâu. Nghe là bỏ liền, không bao giờ vô lỗ tai tôi đâu. Vậy mà gọi là đạo đức, là chứng quả, là phải thờ là sao? Đấy. Cho nên những cái đó mà đem vô nói đạo Phật, đối với tôi là tôi không chấp nhận. Kể cả cái chùa một cột tôi cũng không thèm chấp nhận cái này. Mà tôi không chấp nhận là tôi chỉ sống mình tôi thôi. Đó. Cái chùa một cột là cái chùa của các ông thiền sư Dợp. Ông vua ông nằm chim bao, ông nói ta thấy có cái chùa vậy, có nghĩa là ta nằm chim bao ta thấy vậy, ta thấy có Phật Quan Âm rồi, ta thấy có cái chùa. Thế là ông này ông nghe ông vua nằm chim bao cái rồi ông tự sáng tác ra cái chùa. Cái chùa giống như ông vua nói, thành ra cái chùa một cột. Thì thật cái chùa một cột là làm để đáp ứng, nghĩa là cái sự mộng mị của ông vua. Thế thì là ông vua nằm chim bao đi nữa cũng vẫn là bậy, chứ không phải là phàm phu nằm chim bao bậy là bậy, mà vua nằm chim bao vẫn cứ là bậy, chứ đâu phải vua nằm chim bao là trúng. Còn thiền sư mình tại sao không có nghĩa rằng là muôn tâu bệ hạ, chứ còn theo đạo Phật thì nhất thiết hữu như pháp như mộng như quyển như bào như ảnh như lội như chư đen ưng đắc như thị quán, mà nhà vua nằm chim bao là mộng đấy, mà mộng là không có. Cho nên thôi nhà vua đừng có nhớ nghĩ cái đó nữa, không có đâu. Thì thế rồi mới gọi là thiền sư, gọi là quốc sư chứ. Ở đây nghe nhà vua nói vậy cái đời để thỏa mãn cái trí thượng đội hạ đạo của mình ha, đem đi làm cái chùa. Cho nên chụp hình chơi thì được, chứ bà bảo là tôi quý cái đó tôi không quý. Có gì đâu ghê gớm lắm đâu. Tôi nói kiểu này là người ta đập đầu như chơi đấy. Người ta có thể là thích khách như chơi đấy. Nhưng mà cỡ này đâu có sợ, không còn sợ nữa. Nếu cần đập cứ đập, chứ cái lời nói thẳng như vậy là nói thiệt đấy, không hề phục cái đó. Một ông thiền sư mà ông vua nằm chim bao rồi là đem thực hiện cái điều mà ông nằm chim bao để mà cho ông vui lòng. Thế thì đạo Phật gì kỳ cục vậy? Đấy, do vậy cho nên tôi nói đại chúng là văn nhi tư rồi tư mới nhi tu, chứ không phải là người ta nói cái gì mình cũng nghe. Tôi nói như vậy có cái chữ dục hồi nãy đó là phổ dị thế giới tất, đang là nói cho hàng tiểu thừa học tu thì được là tốt đó, không có sao hết. Anh phải kiên quyết, anh phải có giữ vững lập trường, anh có phát cái bồ đề tâm, anh phải có giữ vững ý chí, anh đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Đừng để cho nó đi theo cái tiền tài danh vọng địa vị mà nó lôi kéo anh. Cho nên phải phát cái tâm kiên cố, vẫn chảy trên con đường hướng thượng của các ông. Cho nên các ông phải có cái ý dục đây tức là mong muốn bồ đề, mong muốn niết bàn thẳng tiến như thế mà đi. Thì đạo Phật vẫn dạy đấy, nhưng mà để nhất nghĩa đấy là câu đó chưa đạt được. Thành ra đi sâu vào đạo Phật rồi thì chỉ còn có cách là chơi một mình, nói một mình, chơi một mình, nghĩ ngợi một mình, chứ ít có cái người mà đồng ý nhất trí với mình. Giống như xưa kia cũng có cái chuyện Bá Nha Tử Kỳ, đàn chỉ có một người này đàn người kia nghe, khi người kia chết rồi thì cái đàn coi như đập bỏ đại để như vậy. Xưa cũng có vậy, bây giờ nó cũng có những người vậy. Xưa có Quốc Nguyên nhìn cuộc đời không còn gì thú vị nữa, nhảy sông chơi. Thì đời nay cũng có người muốn nhảy sông đấy, nhưng mà có cái là nhảy nó không chết. Nhảy biết lội, nhảy đâu có chết, nó ngộn nó chịu không nổi rồi nó trồi lên à. Chứ mà nhiều khi tôi nghĩ Phúc Nguyên có cái lý rất là hay, chứ không phải Phúc Nguyên là vợ. Nhưng mà từ xưa nay những nhà văn học bình luận này kia, người ta chưa phân biệt được người ta nói cái nào là hay, cái nào dở, mà cứ phân biệt, cứ bình luận hoài mà không ai gọi là dám nói mình là ngã ngũ. Thành ra là ai thích cái gì nói cái này. Chứ như tôi thì tôi cho là Phúc Nguyên là rất hữu lý. Cũng như hôm nay tôi đọc cái tờ báo, tôi là tôi ở cái chỗ vắng vẻ tĩnh mịch trong rừng rú. Hôm nay báo đăng ở trên Gia Lai á, có cái nhà đó hai ông bà năm nay 70 tuổi rồi, làm ăn khá giả, có cái trang trại đâu là được một mẫu mấy đất trồng cây rồi bán năm được 60-70 triệu. Khá giả lắm. Con cái thì ở với Quy Nhơn, ở Bình Định làm ăn. Hai ông bà ở cái miếng vườn đó để dưỡng già vui thú mà lại vừa biết làm ăn, cho nên có quê lợi. Hôm nay có mấy cái cậu nó ở Biên Hòa, nó lên nó lang thang, nó ở gần đó, tối lại nó giết, cái ông đó. Ông đó bưng cái quạt bưng vô cho nó cái, thì không có nhầm gì si nhê gì hết. Ba cái đứa tuổi trẻ mà, rồi nó đâm cho ông một hơi, và sau đó chừng nửa giờ gì đó là ông chết. Rồi ấy, bà vợ cái là phát hiện là la toát lên, thì nó vô nó làm cho bà một hơi nữa, làm bà phải đi nằm nhà thương 3-4 ngày sau gì là chết. Tôi nghe tôi nói cũng ngon thôi, sống mà biết hưởng như vậy, tìm cái chỗ an lành hạnh phúc mà hưởng như vậy. Mà bây giờ cái ngày chết thì chỉ có mấy tiếng hồ nó mà chết thì cũng gọi là tốt, chứ nó có sao. Tôi cũng cho là tốt. Rồi còn cái bà kia thì mấy ngày sau là chết, tôi cũng thấy. Trời ơi, có người người ta cả 6 tháng, cả 8 tháng, cả 3 năm rồi cuối cùng cũng chết. Thế thì cái này tôi thấy cũng được, mà cũng tốt hả nào? Mà với tôi bây giờ đó là sự thật đấy à, không có sao hết. Vậy chứ bên cái đảo Aceh bên Indonesia nó làm một lần là mấy trăm ngàn người thì sao? Cho nên tôi nhận thức rằng là cái chân lý mà vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, nó rất là đúng. Khi mà thấy được cái chân lý đó rồi là không có cái gì đáng ghê gớm lắm đâu. Khi được những cái gọi là được, những cái gọi là vui thú, cũng không có cái gì đáng vui mừng ghê gớm lắm đâu. Và nếu mà trường hợp có chết như vậy cũng chẳng có gì. Mà tôi cho rằng là tôi có một ý nghĩ đó là nó đi sâu vào chân lý vô ngã và vô thường, khổ và bất tịnh. Tuy nhiên mình nói như vậy không có nghĩa là ai người ta cũng đồng ý với mình đâu. Vì vậy mà tôi nói là tôi nói, còn đại chúng mọi người văn nhi tư nhi tu vậy thôi. Tôi bây giờ thì không có sợ nữa. Thế nên cái nhà của tôi trên đó ngày là tối là có gió riêu, tôi mở cửa toan, tôi mở không ngủ, không thèm đóng cửa luôn. Nếu như có trường hợp nghĩ ngợi gì đó vô dứt điểm mình ha, cũng tốt thôi, khỏi mất công bệnh. Trong cái nói sanh già bệnh chết, bây giờ tôi đổi lại sanh bệnh già chết. Người ta nhỏ xíu 30-40 tuổi người ta bệnh tùm lum tè le, 50-60 cũng bệnh, còn bệnh giờ gần 80 rồi. Bây giờ bệnh thì cực thôi, còn nếu mà có nó làm gì đó thì như cái ông ở trên Gia Lai đó cũng tốt thôi, có gì đâu, không hề sợ. Nhưng mà nói vậy người ta nói ông này chắc là ông sắp cỏn gì đó. Không sao, ở đó tôi cỏn cũng được. Chứ cái chỗ thấy của tôi bây giờ là vậy đấy, có gì sợ hết. Đó là dục nè, là phải có ý chí mong muốn. Không có mong muốn là không được. Đó là cái bước đầu của tu tập là phải vậy. Giống như tịnh độ là tín nguyện, phải có ý nguyện. Nguyện cũng tức là mong muốn, dục cũng tức là mong muốn. Cái thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn mới được, phải có tinh tấn. Tinh tấn là mình phải, ví dụ như cái người mà muốn làm nông, người làm muốn lập đồn điền, cà phê, chè, cà phê chè này. Hôm tôi nghe cái đài đó là nhà nước coi như là canh nông, làm sao mà mất 100 mấy chục tỷ bạc, là do cái người đề xuất ra cái cách làm cũng như người làm đều không có ăn khớp với nhau. Tôi nghe cái tim tôi muốn đứng á, bởi vì nhà nước ta mà bỏ tiền ra mà xóa đói giảm nghèo, cái nhà có 3, 4, 5, 6 triệu vậy mà mình làm nhiêu đó mà không có đủ để mình làm cho những người nghèo, mà đây mà quan phí một lần mà 100 mấy chục tỷ, nghe nó đau sao đâu. Nguyên do là cà phê chè không nghiên cứu cách thức làm, không nghiên cứu thổ nhưỡng, mà cứ chi ra. Đất không hợp, nước không để vấn đề nước, không để vấn đề cung cấp vốn để cho người ta bón phân. Cuối cùng là nửa chừng rồi, nước không có, phân không có, tiền để cho ta vay thêm để mà làm phân không có. Thế là đem con bỏ giữa chợ, tốn 100 mấy chục tỷ, nghe thiệt là xót xa. Thế thì làm ăn như thế tắc trách. Mà cái người mà làm ăn thật sự phải có tinh tấn mới được, phải nghiên cứu chứ. Anh vay tôi 1 tỷ là tôi phải coi anh cái khả năng anh làm ăn cách sao tôi mới đưa ra 1 tỷ chứ. Tôi giao cho người kia 1 tỷ là cái người đó phải có khả năng là phương án kế hoạch thế nào, nước phân cần giống thế nào tôi mới đưa ra là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Ở đây mà đưa ra cả 100 mấy chục tỷ, tới chừng bây giờ không có gì hết, thấy rào vô cùng vô tận. Thành ra là cái tinh tấn á, cơ quan nào, ban ngành nào, đoàn thể nào và những người mọi giới trong xã hội làm ăn đều phải có cái đức tinh tấn. Nước phân cần giống, anh là nông nghiệp, anh phải thường xuyên liên tục sử dụng đúng lúc, đúng thời, đúng cách, không được trễ nải thì anh mới có thu hoạch cao. Trên con đường tu tập, anh phải triêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách kinh tinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Anh phải học đạo, hành đạo và chứng đạo suốt cuộc đời anh, chứ không có phát tâm ào ào rồi vài bữa rồi tụng niệm ào ào trong vòng 3 tháng an cư, rồi là ngoài tháng an cư ra coi như không có tu gì hết. Phải vậy, tu hành không phải đợi 3 tháng an cư, và tu hành cũng không phải là ở trong là 1 năm 2 năm ở trong thất gọi là tu hành, và còn ra thất thì chừng đó muốn làm gì làm. Không phải vậy, cho nên cái sự tinh tấn này là ai có ở trong một cái gia đình mà có cái người mà người ta cần mẫn, người ta tinh tấn thì cái gia đình đó mới tốt được. Việc nhà cứ đều đặn, việc đi làm phải đều đặn, chứ mà làm ao ạt rồi bỏ, trồng cây ao ạt rồi bỏ không có tưới nữa, mua đủ thứ cây đem về nó chinh chơi cho đã, rồi tốn 50, 70 triệu, 100 triệu vậy đó, đem về rồi cái rồi chơi vài bữa để khoe khoang gì đó rồi bỏ, không có tưới không chăm nữa, tiền ở đâu mà mua cây nữa để mà chơi. Còn các cái thứ cây ăn quả thì nước phân cần giống không làm thì làm sao nó sống được. Họ muốn nó sống được để có ăn quả là phải nước phân cần giống đầy đủ. Muốn gia đình hạnh phúc là người vợ, người chồng đều là phải siêng năng tinh tấn, sắp xếp chương trình đều đặn, chứ không có ào ạt, không có cạnh tranh đua đòi trong nhất thời. Thế thì là cái từ tinh tấn đó phải để ý đó, chứ không có tinh tấn là không được. Tinh tấn là phải siêng năng và siêng năng đều. Giống như mình đi lên con đường, đi lên dốc là phải đều đặn mà đi, không được chạy nhảy ồ ạt rồi lên dốc không nổi đâu. Mà muốn đi lên được con đường dốc cái núi đó là phải từ từ nhẹ nhàng mà đi. Thế thì cái đó gọi là tinh tấn, chứ không ồ ạt. Trong cái số Phật tử có một số phát tâm ồ ạt đi tụng niệm vô ban này vô đoàn thể kia, tụng niệm ồ ạt thì tụng riết rồi cái rồi nay mít lòng một người, mai mít lòng hai người, ba mít lòng bốn người, bữa nọ đi thấy mệt nhọc, mồ hôi mồ kê nóng bức vô cùng mà tụng niệm về, nên là tới chừng nhìn lại cái một thời gian qua thấy không có gì hết. Thấy sao mà tụng dây khan tiếng tét phổi mà không thấy ông Phật nào hết. Rồi còn bạn bè thì bữa nay mít lộng người, mai mít lộng người, lần riết rồi tan rã. Rồi tự người này mà nay nó bỏ nó tan rã. Thế là cái việc làm đó là gọi là không có tinh tấn này, gọi là thủy cần chung đãi, có trước mà không có sau. Tục ngữ ta gọi là làm ăn cái gì mà đầu voi đuôi chuột là người đó không thành tựu được. Cho nên cái chữ tinh tấn là không được để cho nó thành đầu voi đuôi chuột, không được cho nó để có trước đó là cái phong trào nó lên ồ ạt rồi sau đó nó không còn gì hết. Chỗ đó là chỗ khó đấy. Cho nên cái người mà tu hành thật sự người ta không có ồ ạt, người ta cứ bình lặng công việc đều như là cái nguồn nước chảy đều từ trên đỉnh cao mà chảy xuống, cứ đều từ mà chảy. Cái thủy điện Hòa Bình mà có điện liên tục đó là gì, nó chảy đều. Lúc nào mà cái tháng mà trời nắng thì người ta nó chảy yếu thì người ta hạn chế cái mức xả đi, do vậy mà cả năm nó có điện đều. Nên cái dòng điện nó phải chảy đều để mới có điện đều. Tinh tấn là vậy. Chùa làm ao ạt, cất ao ạt, rồi tới lui ao ạt, rồi lúc là cái rồi thôi, không tới chùa nữa. Và chùa chiền cũng không sinh hoạt nữa. Rồi bỏ trong cái chùa đó là bao nhiêu tỷ, bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt của người ta, rốt cuộc rồi cái chùa để giống như cái nhà lớn như vậy mà không có công dụng gì. Thế là cái đó là tội lỗi đấy. Thế là dùng là tinh tấn nè, hỷ là phải tập cái tánh vui vẻ nhẹ nhàng, lúc nào cũng thấy như có cái niềm vui. Vì như có niềm vui mình có nhẹ nhàng cho nên mình mới mừng. Cái tâm nó nhẹ nhàng, nó mừng, nó vui ở trong mọi nơi mọi lúc. Thế là sau này nó còn cái từ khinh an đó. Hỷ là khinh an, niệm là định là xả. Mình phải thấy được sự thành công của mình vui. Mình thấy những thiện hữu tri thức tu hành tinh tấn, gia đình người ta an lạc hạnh phúc, mình mừng, mình vui, chứ mình đừng có ganh tị. Nó trái lại cái chữ hỷ là mừng cho người khác à. Đại từ đại bi đại hỷ, hỷ là thấy tất cả chúng sanh được an vui, được hạnh phúc, mọi người được lợi lạc, được hạnh phúc, được an vui là mừng. Còn bằng ngược lại thì đó là cái tánh ganh tị. Tánh ganh tị đó người đời ta gọi là cái người ganh tị đó là dường như có cái tánh nó ứng với cái câu tục ngữ là trâu cột nó ghét trâu ăn. Thấy người ta làm ăn khá mình không vui, không vui. Thấy người ta có điều mừng điều vui mình lại sanh tâm ganh tị, lại ghét. Cho nên cái tâm đó là cái tâm không tốt. Thành ra mình thấy người ta thành tựu được cái gì mình phải vui, mình phải mừng. Hỷ là một đức tánh tu hành. Còn cái tính ganh tị, cái tính hận thù về ganh tị là cái đó là cái người đệ tử Phật phải thường có tính tư duy, có trách nhiệm cảnh giác, phải bỏ cái đó đi. Tuy nhiên là cái đó bỏ cũng là khó, bởi vì nó tùy theo cái quả báo của con. Cái quả báo của con người mà nó có cái chất liệu mà hận thù nhiều, mà không có cái hỷ, cái đức hỷ nhiều đó ha, thì muốn tu tập được cái đó phải nói là cũng là một công trình cực khổ mới làm, chứ không đơn giản. Đạo lý nguyên tắc là ai cũng có thể đổi, xây dựng, bỏ cái xấu làm cái tốt được hết. Nhưng mà nếu mà mình là người có cái tính mà hay hận, hay thù, hay ganh tị, mà để cái tâm mà tư duy mà quán chiếu, mà để nhìn mặt nó, để mà thay đổi được nó đó, là một sự phải là có nỗ lực đó, phải có sức tinh tấn mới làm được, chứ không đơn giản thế nào. Đấy, cái chữ hỷ đó. Cái thứ tư là chữ dục, tinh tấn, hỷ, rồi tới chữ nhất tâm ha. Chữ nhất tâm, chữ nhất tâm có nghĩa là mình phải luôn luôn hạn chế cái tâm tạp loạn, tán loạn, điệu cử mà người thường ai cũng bị vướng mắc, bị dính dấp ở trong cái đó rất là nhiều. Tán loạn nè, vọng tưởng nè, và nghĩ ngợi bâng quơ. Thì người như thế là gọi là không có nhất tâm. Không nhất tâm đồng nghĩa với không có cái nhất niệm, cái chánh niệm. Thế thì mình không có cái giờ phút để mình tư duy chánh pháp, không có cái giờ phút để mình soi rọi vào nơi cái cõi đất tâm của mình. Do vậy cho nên cái người học đạo phải có để tu tập cái pháp môn gọi là nhất tâm, cột cái tâm mình lại một điểm và soi rọi, thấy rằng lúc nào mình tạo cử, lúc nào mình tán loạn, để mà mình lôi kéo nó về, mình dẫn dắt nó về. Giống như cái người chăn trâu vậy, cái người chăn trâu phải để ý trâu nó đi đâu mình phải biết đi đâu. Nó không khéo để nó vào nó ăn lúa mạ của người ta, nó ăn lúa mạ của người ta thì người ta bắt thường và bích lòng. Và đương nhiên là nó là một nguyên nhân của kiện thưa bực bội khổ đau. Thì cái người tu hành phải nắm cái tâm của mình làm một mối, giống như chăn trâu mà cái con trâu đã có cái sợi dây xỏ cái lỗ mũi đó rồi. Thế thì bốn cái món đó ta gọi là tứ như ý túc. Tu tập được bốn cái món đó thì chúng ta sẽ có được cái như ý. Nó có bốn cái chân, nó làm cho ta được như ý, nó giải tỏa được những cái phiền muộn, cái khổ đau, những cái tạp loạn rất là nhiều trong cuộc sống. Rồi cái đó là ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn và ngũ lực, cái căn là cái rễ, là cái gốc. Hồi nãy tứ như ý túc là bốn cái chân tu dục tinh tấn hỷ nhất tâm, là coi như cái đỉnh có được ba chân, cái bàn có được bốn chân. tâm hồn được thanh tịnh, được giải thoát, được nhẹ nhàng, rất là tiến tới đi lên con đường giải thoát nhẹ nhàng. Rồi tới cái món là ngũ căn. Ngũ căn và ngũ lực á, nói luôn cho nó khỏi có tách ra. Ngũ căn và ngũ lực là nói về danh thì nó có một thứ thôi. Năm căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Ngũ lực cũng tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thế nào là ngũ căn? Chứ căn là cái gốc, rễ, cái gốc và rễ. Cái cây mà nó sinh trưởng được đó là nó phải có gốc, có rễ thì nó mới sinh trưởng được cái cây. Người mà tu hành mà muốn phát triển được đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả của mình là phải có gốc. Và gốc thì đã để nó có 5 cái loại gốc, gọi đó là ngũ căn, là 5 căn. Là tính, là cái đức tin. Đức tin là khó đây. Đức tin thì là vô số, gần 60 dân tộc ở Tây Nguyên nói tiếng khác nhau với người Kinh. Mỗi dân tộc nào cũng có đức tin riêng của họ. Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân, trên thế giới, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, bao nhiêu ngàn thứ dân tộc đều có bao nhiêu ngàn thứ đức tin của riêng chủng tộc họ. Thế thì đức tin nào đúng đây? Đức tin nào sẽ làm bá chủ hành tinh trong vũ trụ đây? Xét ra không có. Không có đức tin nào mà chúng ta thấy rằng để làm bá chủ, để nhất hành tinh, hay là để nhất ở trong vũ trụ, không có. Mà cái đức tin của đạo Phật á là không có tin bâng quơ tùm lum vậy. Tại đức tin đó là để phục vụ cho con, để phục vụ cho con người, để đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội mình, nếu chúng ta đồng ý cái đức tin đó. Chứ suy cho cùng ra bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu chủng tộc đều có đức tin, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu đức tin khác nhau mà có cái nào ổn cái gì đâu. Thế thì chúng ta là người đạo Phật, chúng ta không khéo sử dụng đức tin, nó cũng giống như là bao nhiêu ngàn chủng tộc ở trên thế giới sử dụng đức tin của họ vậy, nghĩa là không có được cái gì hết. Thế thì người đạo Phật đức tin ra sao đây? Này, tính là theo Phật dạy là phải, đức tin là phải có tính tự. Đây là phải học Phật, là phải dựa vào kinh điển của Phật mà tu, mà hành. Tính tự tức là tin mình. Kim sanh tiện tu quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân. Một loài động vật trong vô số loài động vật, con người là khôn ngoan, là thông minh hơn hết. Cho nên con người này tự mình định đoạt số phận mình, tự mình xây dựng, tự mình bồi dưỡng sự an vui, sự hạnh phúc hay là sự đau khổ đớn đau, đều là do mình cả chứ không do ai khác. Cho nên cái người đệ tử Phật là phải tin tự, là tin ở cái đức, tin ở cái khả năng cải tạo cái xấu, bồi dưỡng cái tốt, cải tạo phiền não vô minh, xây dựng phước đức trí tuệ để đạt tới cái sự thanh tịnh của Niết Bàn, sự giác ngộ của Bồ Đề là do chính mình làm ra chứ không do ai khác, chứ không có gửi gắm tâm hồn cho những cái loại quỷ này thần nọ, ông này cậu kia và những cái vị nào mông lung trong mây trong gió. Đạo Phật không cho tin cái này, tin là cái này. Mà cái đỉnh cao nói cho gọn là phải tin cái khả năng thành Phật của mình và tin cái Phật tánh của mình. Sự thật nó là có cái chất liệu thanh tịnh sáng suốt vốn có, chứ không phải tu hành để mà cầu cái sự an lành hạnh phúc Bồ Đề Niết Bàn do ai ban ai thành. Mà Bồ Đề Niết Bàn là do mình tu tập, do mình làm ra, gọi đó là tính tự. Hai là tính tha. Tính tha là phải chọn cái ông giáo chủ. Ông giáo chủ nào nói nghe có chân lý, phù hợp chân lý, nghe rồi tư duy thấy nó đúng mình mới hành. Thế là mình phải chọn cái ông giáo chủ đó mà mình tin, gọi đó là tính tha. Chứ tính tha ở đây không có nghĩa là gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cõi ở phía Tây Phương gọi là cực lạc có Phật A Di Đà, hay là ở trên trời có cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, không phải tính tha kiểu đó. Tính tha ở đây á, là cái người nào mà nói ra những cái điều mà mình nghe mà văn như tư, tư như tu có lẽ. Thế thì là như những người đệ tử Phật nghe lời Phật, nghe kinh điển của Phật, mà những cái mà nghe rồi mà đem ra mà phân tích hoàn toàn không có lật đổ nổi, nó có chân lý, thì lúc đó mình mới tin, gọi là tính tha. Thế thì người đệ tử Phật là tin Phật Thích Ca là đúng, tin Phật Thích Ca là đúng, giáo lý Phật Thích Ca là không đánh đổ nổi, không có quyến hoặc, không có mê tín gì đó, không có ỷ lại tha nhân. Lời Phật dạy như thế, tự mình văn nhi tư nhi tu rồi sẽ thấy lời Phật nói là đáng tin cậy. Hết giờ ha. Vậy đức tin mới nói có hai món thôi, tính tự tính tha. Bây giờ một lần nữa là xin nhắc là các cái này nghe các Phật tử lát là xuống như này ha, là giải quyết cho hết rồi những cái quà cáp này. Tôi xin nhận tấm lòng của các vị, nhưng mà không có trở về, không có người. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học đạo vô phương, thề nguyện.